25 năm trước, tập đoàn Trần Thiện. Trần Tổng, nhóm máu của cô bé là RH âm, chính là máu gấu trúc mà người ta thường gọi. Nếu sau này phẫu thuật, rất khó có thể tìm được trái tim tương thích cho cô bé. Và người làm bố mẹ, ai lại đồng ý đem trái tim của con mình cho người khác chứ? Không cần biết dùng thủ đoạn gì, tôi cũng phải giúp cho con mình được sống sót. Anh, giúp anh tìm một trái tim tương thích, bất kể giá nào. Dân. Thôn Trương Trang. Anh định làm gì hả? Đây là con của tôi. Cô còn mặt mũi nói à? Xin cho tôi thứ lỗ vốn này. Thể diện của tôi bị cô làm mất sạch rồi. Anh họ tôi không có con. Tôi đã thương lượng với anh ấy từ trước. Nếu sinh ra là con gái, tôi sẽ đưa cho anh ấy để anh ấy nuôi. Đây là con của chúng ta. Là con của chúng ta. Chúng ta sau này sẽ có con. Sang năm cô nhất định phải cho tôi một đứa con trai. Trả con cho tôi. Cô phiền quá đi. Con gái của tôi. Báo cáo xét nghiệm máu bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân. Này, sao? Đây là con gái của anh à? Không thèm nữa, liên quan gì đến anh? Khoan đã. Anh muốn mua nó à? Số tiền này không đủ đâu. Nuôi con bé đi. Sau này hàng tháng đều sẽ cho anh tiền. Một ngày nào đó sau này chúng tôi sẽ đến đón con bé đi. Mỗi tháng đều cho à? Tuyệt đối không nuốt lời. Nuôi nấng tử tế vào. Đồ ngu. 10 năm sau. Nhà họ Lâm. Đi. Mẹ, anh tránh xa con gái tôi ra. 10 năm trước anh muốn bế nó đi, bây giờ anh muốn gì đây? Cô hiểu cái gì chứ? Chúng tôi sẽ phát tài. Họ cho rất nhiều tiền. Có cho bao nhiêu tiền cũng đừng hòng mang con gái tôi đi. Lời. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ. Mày lại đây cho tao. Bố, bố không sao chứ? Nặc Nặc, chạy đi. Muốn đi à? Muốn rồi, họ đã tới rồi. Chạy đi. Chính là cô bé đó. Không còn kịp nữa, mau đưa nó đi. Phanh được moi tim ra. Bây giờ sẽ dẫn mày đi xuất ngoại chui. Mày sắp được giải thoát rồi. Đừng trách bọn tao. Kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt nhé. Không ổn rồi, có kiểm tra. Dừng xe, mau ném nó xuống. Nhưng mà bị kiểm tra ra thì toi đó. Mau ném đi. Tập đoàn Trần Thiện. Chủ tịch, hai người có trái tim tương thích đồng thời xuất phát. Trong đó đứa bé nhà Lâm Sơn bất ngờ bị kiểm tra nên thất bại. Người còn lại đã thành công tới nơi. Đã liên hệ với đội phẫu thuật rồi. Giờ có thể bắt đầu giải phẫu. Tôi biết rồi. Lâm Sơn nói con gái của anh ta kế thừa nhóm máu của vợ. Bây giờ vợ của anh ta cố chấp làm ầm lên, làm sao bây giờ? Vậy cũng chớ lãng phí. Giải phẫu cần lượng máu rất lớn. Bắt mẹ nó lại đi. Làm kho máu di động. Tránh lúc đang phẫu thuật cho con gái tôi lại không đủ máu. Đợi mấy năm sau. Nếu trái tim này không dùng tốt thì lấy tim của mẹ nó. Vẫn là chủ tịch nghĩ chu đáo. Ra ngoài đi. Nặc Nặc. Nặc Nặc. Nặc Nặc. 5 năm sau. Tập đoàn Đại Hạ. Lâm Nặc, CEO tập đoàn Đại Hạ. Chị Nặc, năm xưa ở biên giới, lúc nhặt được con, bố còn tưởng con chỉ là một đứa ăn hại. Không ngờ, để có thể nổi bật hơn người, con dám làm mọi chuyện. Bố còn nhớ rõ, năm xưa, lúc người nước ngoài cầm súng, chĩa vào đầu con không hề chớp mắt. Là con đã giúp bố tạo dựng nên tập đoàn Đại Hạ như bây giờ. Hôm nay, bố cũng muốn tặng món quà hoành tráng cho con. Bố nuôi, con không có hứng thú với tiền bạc. Không phải tiền, bố đã nhờ bạn bè ở trong nước tìm suốt 15 năm mới tìm thấy hành tung của mẹ con. Con muốn về nước. Con nghỉ việc, không gây phiền toái cho tập đoàn nữa. Con không cần nghỉ việc. Con vì tập đoàn Đại Hạ của bố đã lập công lao hạ mã. Bố nhất định ủng hộ con rốt cuộc. Tất cả thế lực trong nước của tập đoàn Đại Hạ, tùy con sai bảo, nguyện gì hết mình vì chị Nặc. Bố, gọi con đến đây làm gì? Con đang muốn dẫn bạn gái ra ngoài chơi mà. Con cả ngày chỉ biết chơi. Bây giờ chúng ta đang có một chuyện tốt đẹp vô cùng. Tập đoàn Đại Hạ có một nhân vật quan trọng muốn tới thành phố chúng tôi. Trần Tổng muốn đích thân tiếp kiến, và việc tiếp đãi này đã giao cho chúng tôi. Cơ hội cho chúng tôi phát tài đó. Nào, được, con nhất định phải cố gắng hết mình, không phụ lòng kỳ vọng của Trần Tổng. Đúng rồi, sao nữa? Gần đây, đừng hỏi tình hình của mẹ con. Thiên Kim Trần Tổng lại thấy đau tim rồi. Bố sợ con làm cô ấy mất hứng. Bố yên tâm đi. Chúng tôi bây giờ có cuộc sống tốt thế này, đã sớm quên mẹ từ lâu rồi. Chị Nặc. Lục Từng. Chị Nặc, không ngờ chị vẫn còn nhớ em. Cậu Lục quyền thế ngập trời, sao lại tới đây phục vụ cho chị vậy? Năm xưa gia tộc phái em xuất ngoại để tham gia huấn luyện. Còn nhớ lúc đó hình như em đã chọc giận đám người nước ngoài đó, là chị đã cứu em. Cho nên sau này em đã quyết định ở Đại Hạ để trả ơn. Cậu ở lại đây, thiệt thòi cho cậu rồi. Phục vụ cho chị là vinh hạnh của em. Đây là tổng giám đốc Giang đào của em, sau này sẽ làm lái xe cho chị. Chị Nặc, mời lên xe. Căn phòng họp này lát nữa sẽ tiếp đón một nhân vật lớn. Sắp xếp thật cẩn thận cho tôi, không ai được mắc sai lầm. Dân. Dạ. Cô gào lên gì chứ? Chỉ là sờ vào cô một chút thôi mà. Không muốn làm nữa à? Không ổn rồi, có người đến cổng gây sự. Cái gì? Theo tôi đi xem. Trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Tôi đã nói rồi, có chuyện gì cứ đến văn phòng của tôi tìm tôi mà. Làm sao? Hôm nay biết tôi sẽ làm việc lớn, cố ý đến phá hoại, phải không? Ông Tổng, tôi cũng đã hết cách rồi. Chuyện này rõ ràng là các người ăn chặn của người tôi, đồng nghiệp của tôi vẫn đang nằm ở ICU đó. Chút chuyện đó của bọn mày có là gì chứ? Tao đã nói rồi, bọn mày có chết đi thì cũng chả ảnh hưởng gì. Muốn phá hoại chuyện tốt đẹp của tao à? Đánh chúng cho tao. Trả tiền, trả tiền đi. Trả tiền, trả tiền lại cho chúng tôi. Trả tiền, mau trả tiền lại đi. Trả tiền lại. Một xu cũng đừng hòng lấy được. Trả tiền cho chúng tôi. Đây là ai? Sao lại đánh người trước cổng khách sạn? Không biết, nhưng hình như người đó đang dẫn theo các công nhân của tập đoàn Trần Thị. Em cũng chưa từng gặp hạng người thấp kém như thế. Dừng lại, xem là có chuyện gì. Chị Nặc, Lục Tổng, em có quen người này, tên là Lâm Thiên, là con của Lâm Sơn, giám đốc bộ phận thuộc tập đoàn Trần Thị. Người đó từng tặng quà cho em, có điều em bơ lác hắn. Lâm Thiên. Bố ơi, bố không sao chứ? Vậy thì không cần dừng lại, tông thẳng vào đó. Hả? Tông thẳng vào? Nghe lời chị Nặc, đừng do dự. Vâng. Mẹ nó, ai thế? Mua à? Mày xuống xe cho ông mày đập chết mày luôn. Giang, tổng giám đốc Giang. Sao họ đánh anh? Các quản lý, chúng tôi làm việc cho tập đoàn Lâm Thị. Thế nhưng cậu Lâm Thiên, hắn cũng xứng được gọi là cậu ư? Lâm Thiên, hắn ăn chặn tiền bảo hiểm của chúng tôi. Có đồng nghiệp của chúng tôi bị tai nạn lao động ngoài ý muốn, nguy hiểm tính mạng, nhưng không đòi được tiền. Vậy giờ nấy sao được? Đều là các nhân viên chúng tôi tự bỏ tiền túi, cùng quyên góp tiền cho anh ấy đi khám. Chúng tôi muốn đến tập đoàn Trần Thị đòi lại sự công bằng, nhưng Lâm Thiên hắn 5 lần 7 lượt sai người xua đuổi chúng tôi. Chúng tôi cũng biết được hôm nay có nhân vật lần nãy đến đây, bèn lần mình đến. Các người trọng tình trọng nghĩa đều rất tốt. Công trường nguy hiểm, bảo hiểm chính là bảo vệ cho các công nhân. Đến cả số tiền đó cũng muốn ăn chặn sao? Lương tri cơ bản làm người cũng không có. Này, cô là ai thế hả? Lương tâm của cậu xấu xa như vậy, không có bố mẹ vậy sao? Đang hỏi cậu đó. Dân, thưa tổng giám đốc Giang, bố tôi có dạy. Vậy mẹ cậu đâu? Mẹ tôi chết rồi. Mày là ai hả? Mày dựa vào cái gì mà đánh tao hả? Cậu không có mẹ vậy thì tôi dạy thay bà ấy. Cậu nói mẹ cậu chết rồi sao? Chết rồi. Mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi. Các người có thể đem toàn bộ nguyên vật liệu của công ty đến tập đoàn Hạ Đằng. Đến lúc đó chúng tôi sẽ gây áp lực với Trần Thị, ứng chi phí cho đồng nghiệp của các anh. Đa tạ. Cảm ơn các quản lý. Cảm ơn. Hết chuyện rồi, về hết đi. Alo con trai, xử lý thế nào rồi? Alo bố à, con bị người ta đánh. Cái gì? Ai dám đánh con? Là Tổng giám đốc Giang. Vừa rồi có một đám nông dân, công nhân đến sinh sự, con đuổi chúng đi. Tổng giám đốc Giang lại ra mặt giúp chúng. Càng quấy. Hắn là cái thá gì mà dám giáo huấn con chứ? Bố, sao đột nhiên bố lại dám ăn nói như thế chứ? Bố con bây giờ là tổng giám đốc đó, ngang hàng với hắn, trực tiếp phục vụ cho chủ tịch Lục Tần. Bố, sao đột nhiên bố lại được thăng chức thành tổng giám đốc thế? Thiên Kim nhà họ Trần thấy đau tim. Mẹ con đang hiến máu cho cô ấy. Sau khi tích trữ đủ sẽ thay tim cho cô ấy. Chuyện này chính là tiền an gia cho chúng ta. Quá tốt rồi. Sớm biết thế, vừa nãy con đã không nhẫn nhịn gã Giang đào đó rồi. Con trai, con đợi bố. Giờ bố sẽ dẫn người đến đó giúp con xả giận. Chị Nặc, đây là tư liệu của Bệnh viện Hoàng Á, xem qua đi. Theo tìm hiểu của bọn em, Bệnh viện Quảng Á là một bệnh viện nhỏ, nhưng nó lại có bác sĩ khoa tim mạch đứng đầu cả nước. Với lại, tập đoàn Trần Thị đứng tên một chiếc du thuyền xa hoa trong mấy ngày nay náo nhiệt nhất. Nó lại tạm dừng kinh doanh, cho nên bọn em hoài nghi có khả năng là muốn tiến hành ca phẫu thuật tim mạch trên biển. Tin này có xác thực không? Chỉ là suy đoán hợp lý. Vì theo thông tin bọn em nghe ngóng được, Thiên Kim tập đoàn Trần Thị gần đây lại thấy hơi đau tim. Có thể vào trong điều tra không? Bệnh viện đó là Trần Khê, em họ của Trần Tam Giáp, toàn quyền cổ phần khống chế. Trước mắt chúng tôi chưa tìm được lý do gì phù hợp. Đi mở cửa đi. Giang Đào, con trai tao mà mày cũng dám đánh, hôm nay ông đây bóp chết mày. Người đâu, giết hắn cho tao, giết hắn. Ông muốn giết ai hả? Lâm Sơn. Lục Tổng, bố, chính là hắn, vừa nãy đánh con, hắn cũng có ở đó. Con đến cả Lục Tổng mà cũng không biết mặt à? Lục Tổng ư? Bố, bình thường con cũng đâu được gặp nhân vật lớn như thế. Lâm Sơn, ông dạy được đứa con trai ngoan. Dựa vào phẩm hạnh của hai cha con các người, sao có thể đại diện tập đoàn Trần Thị hợp tác với Hoa Đằng tôi được chứ? Lục Tổng, tôi thật sự không biết cậu đang ở đây. Cậu, tôi không có mặt thì có thể làm càng à? Không ạ, hiểu lầm thôi, cúi đầu, xin lỗi, được. Bố. Lục Tổng, thật xin lỗi. Lâm gia các người được nhận hạng mục này vừa hay là hợp tác với tôi. Bây giờ, nông dân công nhân gặp chuyện, tin tức tiêu cực đều do chúng tôi gánh chịu. Các người tính toán hay ghê đó. Lục Tổng, chúng tôi thật sự không có ý đó. Đều tại con trai tôi quá mức tham lam, ích kỷ. Thế này đi, tôi sẽ bỏ tiền túi của mình cho các nông dân, công nhân đó. Cậu hãy nguôi giận đi. Còn không mau tạ lỗi với Lục Tổng đi. Lục Tổng, là tôi không tốt, là tôi không làm đúng, tại tôi tham lam. Xin Lục Tổng bỏ qua cho tôi. Hoa Đằng hậu thuẫn cho Đại Hạ, phụ lòng Hoa Đằng chính là phụ lòng Đại Hạ. Cậu nghĩ tự tác miệng vài cái là có thể qua mặt Đại Hạ hay sao? Cô gái này, vậy cô định xử trí thế nào? Nếu là hắn tham lam, khiến cho công nhân phải nằm trong ICU thoi thớp, vậy thì chặt cái tay này đi, tránh gây ra hậu quả. Lục Tổng, đùa thế này hơi quá rồi. Ông thấy tôi giống đang đùa lắm mà. Ông dạy dỗ con trai không ra gì. Vậy thì tôi hỏi ông, vợ ông đâu? Vợ tôi đã qua đời từ lâu rồi. Vậy sao? Mộ đâu? Nhiều năm trước bà ấy đã mất tích. Chúng tôi coi như bà ấy đã chết. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Câu nói này cũng xứng được thốt ra từ miệng của ông sao? Lâm Sơn này ở thành phố Giang Hải cũng là nhân vật có tiếng tăm. Ông có mặt mũi gì chứ? Lục Tổng, tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Thị. Các người không thể làm thế này với tôi. Tổng giám đốc bán vợ bán con mà cũng xứng làm loạn ở đây sao? Cô gái này không nên nói lung tung. Tôi bán vợ con lúc nào? Ông vốn dĩ là nông dân trong thôn, sao đột nhiên lại lên chức quản lý của Tập đoàn Trần Thị chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Trần Tổng coi trọng năng lực của tôi. Trần Tổng từng nói anh hùng không hỏi xuất xứ, nên mới đặc biệt đề bạt tôi. Vậy sao? Vì ông từng có một đứa con trai và một đứa con gái, sao giờ chỉ còn một đứa con trai vô dụng vậy chứ? Con gái của ông đâu? Con gái của tôi nhiều năm trước đã cùng vợ tôi mất tích rồi. Bây giờ biết đâu đều đã chết rồi. Với lại chúng tôi với con bé là nhung nhớ ngày đêm. Sao tôi có thể bán vợ bán con chứ? Lâm Sơn, trước mặt tôi mà ông còn nói dối, là thật sự không nhận ra tôi sao? Cô gái này, chúng ta từng gặp nhau sao? Vậy thì ông nhìn kỹ một chút đi. Tôi là ai? Nhớ ra chưa? Chẳng lẽ mày là... Không thể nào. Không thể nào. Mày đã chết rồi mà. Bố, bố quen ả à? Người vừa nãy đánh con chính là ả đàn bà này. Có lẽ nó là Nặc Nặc đó. Chị ư? Con trai, chạy mau. Chị Nặc, có cần em đi cản bọn họ không? Họ không chạy thoát được đâu. Không cần đâu. Tạm thời bọn họ phải sống tiếp thật tốt. Chỉ có như vậy chị mới có thể biết mẹ chị ở đâu. Chị có manh mối sao? Không có. Như thế khác gì đánh rắn động rừng. Cậu đang dạy chị Nặc làm việc à? Em không dám. Đừng hung hăng với nhân viên. Chị chính là muốn đả thảo kinh xà. Chỉ có như vậy chị mới có thể biết được vị trí của rắn nằm ở đâu. Chúng ta chuẩn bị góp công nghiên cứu việc hợp tác về mô hình D3, đầu quân cho Tập đoàn Đại Hạ. Cộng thêm hạng mục của tập đoàn chúng ta trong tương lai 5 năm gần đây, Tập đoàn Đại Hạ khó mà lường được. Có thể bám lấy cây đại thụ đó, giá gì cũng xứng đáng. Dân. Anh à, anh không được vào trong đâu. Anh phải hẹn trước. Tôi tìm chủ tịch có chuyện lớn. Chuyện gì vội vã như vậy? Chủ tịch quản lý Lâm không hẹn trước mà cứ đòi gặp ngài. Tôi biết rồi, ra ngoài trước đi. Dạ. Chủ tịch, con bé trở về rồi. Ai về rồi cơ? Con gái của tôi. Với lại, nó còn bám lấy Lục Từng. Tôi thật sự nên cho ngài thấy cái bộ dạng cáo mượn quai hùm, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của nó trước mặt Lục Từng. Thế mà nó lại không chết. Đúng vậy. Ngài nói xem giờ phải làm sao đây? Nếu nó đem chuyện năm xưa nói ra hết thì... Hoặc là nói, tôi bây giờ có một trái tim trẻ trung hơn rồi. Nó là bồ của Lục Tần đó. Lục Tần ư? Bây giờ Tập đoàn Đại Hạ cũng cử người đến rồi. Chỉ cần có thể giao hảo với nhân vật lừng lẫy đó. Lục Tần dám làm gì tôi chứ? Về chủ tịch, tôi còn lo lắng một chuyện. Ngài nói xem, nhỡ mà cho nó và mẹ nó gặp lại nhau, đến lúc đó Tố và Trần ngài thì biết phải làm sao. Đã nhiều năm như vậy, ông đến cả vợ mình cũng chẳng tìm thấy. Ông cho rằng nó có thể tìm thấy sao? Đúng. Yên tâm đi, không ai có thể tìm được Tô Dân ở đâu đâu. Bà ấy ở một nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Đúng rồi Lâm Thiên, vừa hay cậu cũng ở đây. Cậu hãy ăn mặc đẹp đẽ. Đi gọi video cho mẹ cậu đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời thoại cho cậu rồi. Dân. Chủ tịch, mau thay đi. Con nhanh lên. Bỏ khuyên tai đi. Mẹ, gần đây mẹ sống ổn chứ? Con rất nhớ mẹ. Con gần đây vẫn đang học tập chăm chỉ. Con đã giành được học bổng ở trường đại học. 15 năm trước, con gái của tôi đâu? Nó chết rồi. Tên súc sinh. Đúng là tên súc sinh. Súc sinh ư? Phải. Là tôi đã hại chết con gái của cô. Đừng quên, cô còn một đứa con trai. Họ nói tôi nên giam cô lại, nhưng tôi cho rằng không cần làm thế. Đối với một người mẹ mà nói, tình thương của người mẹ là ổ khóa vô hình. Ổ khóa này có thể nhốt cô cả một đời, khiến cô không tài nào thoát được. Anh muốn làm gì Thiên Thiên? Sao? Hoặc là hy sinh con trai của cô, muốn đòi công bằng cho con gái cô, hoặc là ngoan ngoãn ở lại chỗ tôi, cố gắng vì con gái mình. Cô tự lựa chọn đi. Có điều, tôi cảnh cáo cô, cô đã mất con gái rồi. Bây giờ còn có cơ hội bảo vệ con trai của cô. Từ từ nghĩ kỹ đi. Nghĩ thông suốt rồi thì làm giải phẫu chỉnh hình. Tôi cho cô một thân phận mới. Từ đây, trên đời này không còn cô của trước đây. Chuẩn bị giải phẫu. Con, vì con, mẹ có thể hy sinh mọi thứ. Con ngoan, mẹ tự hào vì con. Bà còn muốn xem clip của con trai mình bao nhiêu lần nữa? Bà già đáng chết. Bà điếc hay sao? Tôi cho bà ra ngoài là để thu dọn đồ đạc cho tôi mà. Còn không mau đi. Hôm nay anh Lục Từng sẽ tiếp đón nhân vật lớn. Tôi phải giúp đỡ đó. Cô chủ sẽ xong ngay đi. Lằng nhằng quá. Tôi thật không hiểu sao bố của tôi cứ không chịu đuổi việc bà già vô dụng như bà. Cô chủ có thể đi ra ngoài được rồi. Bà không biết tim tôi không tốt sao? Còn bắt tôi tự xách. Thật xin lỗi. Bà xách đi. Chờ một chút, thanh Lục Tần tôi sẽ xách. Dạ. Lục tổng, Trần Mộng Như tới rồi. Nhắc Tào Tháo tới rồi. Cậu đi đi, chị ở lại đây một chút. Vâng. Đem đi giúp chị. Thằng nhóc, đừng có mắc ói như vậy. Chị Nặc, em không có ý gì. Em chỉ cảm thấy mua thêm một chai nữa thì lãng phí. Không thấy gì cả. Đưa túi cho tôi. Bà ở đây chờ đi. Dạ. Vậy tôi tới đại sảnh chờ cô nha. Phát hiện bà không hiểu tiếng người phải không? Tôi kêu bà ở đây đợi, bà tới sảnh làm gì? Không lẽ tôi đi rồi còn phải chào hỏi bà một tiếng? Dạ không. Cô gọi điện trước cho tôi là được rồi. Tôi và bà rốt cuộc ai là người hầu? Tôi đi rồi còn phải gọi điện thoại cho bà sao? Vốn dĩ tim nó không ổn, sao bà cứ làm phiền tôi hoài vậy? Nhưng cứ đứng hoài ở đây không có chuyện gì làm hết. Không có chuyện gì làm phải không? Tổng cộng 22 hạt trân châu. Tìm đủ cho tôi. Thiếu một viên tôi lột da của bà đó. Cô bé, cảm ơn cháu. Dì tự làm được rồi, không sao đâu. Trần Mộng Như này từ trên tình báo cho thấy rất trầm ổn. Thì ra lại xấu tính như vậy. Nặc Nặc nếu còn sống có lẽ cũng lớn như vậy. Đếm thử xem có đủ 22 viên không. 19, 20, 21, 22. Vừa đủ, không thiếu. Phải rồi. Cô ấy là gì của gì mà tại sao bắt nạt gì vậy? Nói nhỏ thôi. Sao vậy? Cô ấy là thiên kim của ông chủ nhà gì, không nên chọc vào nhà họ đâu. Vì sợ họ nghe thấy sẽ gây phiền toái cho cháu đó. Vậy thì cháu đi đi. Cháu đi trước nha. Cảm ơn cháu nha. Cháu nhìn thấy có người bán kem, dì ăn một cây đi. Không. Có phải là cháu trước đây đã biết cô ấy là thiên kim của tập đoàn Trần Thị được không? Thì sao? Cháu muốn tiếp cận tập đoàn Trần Thị sao? Dì chỉ là người hầu thôi, dì không có tiếng nói. Dì nhìn ra cháu muốn trèo cành cao hả? Vậy hay là dì tâm sự sơ qua với cháu đi. Lấy cây kem này hối lộ cho dì đó. Có phải là buốt đầu cho lạnh quá không? Cháu mau nhả ra đi, nếu không sẽ còn lạnh hơn, đau hơn đó. Lạnh buốt đầu phải không? Cái con bé khờ này, con làm mẹ thấy buồn cười quá. Mau nhả ra đi, còn không nhả ra thì cái đầu nhỏ của con sẽ đau lắm đó. Đúng là khờ thiệt, đi thôi. Nè cô bé, cháu kinh doanh cái gì vậy mà muốn tiếp cận tập đoàn Trần Thiện? Cháu làm công ty nước ngoài. Phải rồi, hiếu kỳ hỏi một chút, Trần Mộng Như có phải là hay bị đau tim không? Phải. Vậy cô ấy hay khám bác sĩ nào vậy? Bởi vì cháu có một người họ hàng tim cũng không ổn lắm. Xin lỗi nha, vì chị không biết. Ngày nào đó bà lỡ nói ra, tôi sẽ khiến cả nhà bà đoàn tụ với nhau dưới địa phủ. Cháu chỉ thuận miệng thôi. Trong phòng họp, đây là kế hoạch phát triển mô hình của tập đoàn Trần Thiện. Rất tốt, đây là nội dung em chuẩn bị nói trong cuộc họp à? Anh Lục Từng, anh thấy đại nhân vật đó sẽ thích chứ? Anh thấy cũng tạm được. Chờ tối nay sau khi họp xong, anh Lục Từng có thể dẫn em đi kính rượu. Em ăn mặc thật đẹp để đứng bên cạnh anh, dễ dàng lắm đó. Không cần. Anh cảm thấy vị nhân vật lớn đó cũng không thích kiểu giao lưu như thế. Vậy nếu hôm nay thuận lợi, hai chúng ta đi uống một ly rượu được không? Bỏ đi, tim em không ổn. Em biết là anh quan tâm em mà. Vừa hay nhắc đến chuyện tim mạch, gần đây cũng không biết sao tim anh thường xuyên thấy đau. Em có quen bác sĩ nào có thể giới thiệu không? Nhà em có bệnh viện tên là Bệnh viện Quảng Á. Bác sĩ khoa tim mạch ở đó rất là lợi hại, nhưng mà ông ấy chỉ tiếp khách VIP, bệnh nhân thường sẽ không gặp được. Em có thể dẫn anh đi nha. Ây da, khó rồi. Anh thường ngày khá là bận, thời gian anh còn chưa dám chắc. Vậy anh cầm theo tấm thẻ này của em, không cần hẹn trước, có thể gặp bất cứ lúc nào. Cảm ơn, đã giúp được một việc lớn rồi. Mắc cười thiệt đó, sau này chị... Xong việc rồi sao? Xong rồi. Vậy đi ăn cơm đi, chị đói rồi. Được, đến phòng em đi, có thể gọi món. Anh Lục Từng, hai người quen nhau sao? Vậy hai người đi trước đi, em tự về được rồi. Được. Tạm biệt. Con hồ ly tinh đó là ai? Cô chủ, tôi thật sự không biết cô ấy là ai. Tôi cũng không biết cô ấy có quen Lục Tổng. Vừa rồi hai người nói chuyện vui vẻ ghê đó. Đâu có. Sao bà lại đê tiện như vậy? Tôi kêu bà chở ở đây cũng chọc cho tôi nổi giận. Trân châu tôi cần đâu. Tổng cộng 22 viên. Tìm xong hay về nhà? Quay lại đi. Bố, á đàn bà bên anh Lục Từng. Bố nghe nói rồi, hình như đó là bạn gái của cậu ta. Mà cô ấy còn là... Sao nấy có thể có bạn gái? Với lại á hồ ly tinh đó còn lên phòng cô nấy dùng bữa. Tối nay con muốn bố xử á ta. Con gái ngoan, vốn dĩ bố muốn xử á, nhưng vừa hay có nhân vật lớn đến. Không được. Hôm nay con muốn phải xử á ta. Tập đoàn Trần Thiện. Quả năm xưa gây ra, tự mình thu dọn tàn cục đi. Thời điểm này thích hợp sao? Một ả đàn bà thôi mà. Có nhà họ Lục hậu thuẫn cho Lục Tần, cậu ta cũng không thiếu phụ nữ. Dân. Lần này ả không sống nổi đâu. Chị Nặc, lúc trời còn chưa tối, em sẽ đến bệnh viện một chuyến. Đi đi. đang ở nước ngoài. Cái danh hiệu cậu chủ nhà họ Lục mà cậu nói ra không có giá trị gì đâu. Em có nói rồi, còn bị tát 2 cái. Cậu là một con dê mập mạp, đương nhiên đều sẽ xông vào đập cậu rồi. Cảm ơn chị. Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ là nhận lợi ích từ nhà họ Lục. Trước khi cậu về nước, từ hôm nay trở đi, cậu cứ theo tôi. Kêu tôi là chị Nặc được rồi. Vậy em đi theo chị phải cho em tiền tiêu xài. Không cho. Chị Nặc. Thằng bé ngoan quá. Vậy đợi lát nữa chúng ta gặp ở phòng họp. Chị tắm đã rồi đi. Được. Nhưng lúc còn nóng, ăn đi. Anh à, xác định Lục Từng không có ở đây. Em đã chính mắt nhìn thấy hắn đi khỏi từ lâu rồi. Tiền đã được chuyển vào thẻ của cậu. Cậu lập tức bỏ trốn đi. Vâng. Các anh trai, ngại quá. Chắc chúng tôi đi nhầm phòng rồi. Đâu có đi nhầm. Chẳng phải mày nói Lâm Nặc ở trong phòng này sao? Chị Nặc không ở đây, nhưng mày hôm nay sẽ chết tại đây. Được. Hoa Đằng chúng mày vì một ả đàn bà dám đối đầu với tập đoàn Trần Thị. Cái gì Hoa Đằng? Chưa từng nghe. Kẻ đối đầu với Đại Hạ bọn tao chỉ có chết. Cái gì Đại Hạ? Tao đâu có chọc Đại Hạ. Các anh trai, chúng ta cứ từ từ trò chuyện. Thương lượng được mà. Thương lượng được. Hậu thuẫn của Lâm Nặc không phải Lục Tần, là Đại Hạ. Ông chủ, chúng ta gây sự nhầm người rồi. Ông chủ sao thế? Hình như tôi nghe thấy giọng của Trần Khuê. Chắc tôi nghe nhầm rồi. Đi thôi. Con gái à, bố đã phái người đi xử bọn chúng rồi. Sao còn giận thế? Hồ ly tinh đó rốt cuộc là ai? Ả từ đâu tới? Nhắc tới cũng trùng hợp. Con bé đó chính là con bé có trái tim tương thích với con năm xưa. Con không cần biết đâu. Bố mau xử ả đàn bà đó đi. Anh Lục Tần chỉ có thể là của con. Sau lưng anh ấy là nhà họ Lục. Vốn dĩ tim đó không tốt, còn muốn tranh giành đàn ông với con. Đừng lo lắng, Trần Khuê đã ra tay rồi. Đừng nổi giận. Tức giận làm phụ nữ xấu đi đó. Lần này Đại Hạ phái người tới, nhất định phải cho bọn họ có ấn tượng tốt. Thân thiết với Đại Hạ rồi thì có thể tiếp cận Lục Tần gần hơn nữa. Biết rồi. Ta mãi mãi vẫn nhớ kỹ cặp mắt kính này. Mày rất thích kiểu kính này phải không? Mày đúng là mạng lớn. Vậy mà lại thân với Đại Hạ. Tao nghĩ trước đây mày nên xử tao, sau đó ném xuống vách núi. Như vậy thì bây giờ không cần phải gặp tao nữa. Nói, có phải mẹ của tao đang ở bệnh viện Quảng Á hay không? Tao đến bệnh viện Quảng Á điều tra. Bác sĩ đó vốn không hề khám cho Trần Mộng Như. Nói rốt cuộc là thế nào? Chủ tịch với tao ân trọng như núi. Tao không thể phản bội ông ấy. Muốn chém muốn giết tùy chúng mày. Tao biết Trần Tam Giáp cho mày công ty, cho mày hạng mục, còn trực tiếp đón cả con vợ của mày. Mày cảm thấy mày có thể vì chủ hy sinh, còn có thể để lại tài sản cho vợ con. Bản thân cảm động vô cùng có đúng không? Mày đã hiểu rõ rồi. Sao tao có thể phản bội ông ấy chứ? Lâm Nặc, mày đừng tưởng rằng mày thân được với Đại Hạ thì có thể ở trước mặt tao cáo mượn oai hùng mà. Sao chị ấy phải bắt thân với Đại Hạ chứ? Chị ấy vốn chính là CEO của Đại Hạ. CEO ư? Vậy thì đã sao? Tao không sợ chết. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời con người không phải là chết, mà là không có chút ý nghĩa nào để tiếp tục sống. Nhưng trùng hợp chính là tao có năng lực làm cho cuộc đời của mày trở nên không có chút ý nghĩa nào hết. Dừng công trình lại đi. Được. Công trình gì cơ? Đương nhiên là công trình của nhà mày. Mày điên rồi. Hoa Đằng cũng sẽ tổn thất mấy nghìn vạn đó. Nhà tao chỉ tổn thất vài trăm vạn thôi. Tao đã tính toán từ lâu rồi. Hoa Đằng sẽ tổn thất 3.000 vạn, nhà mày tổn thất 420 vạn. Không quan trọng. Hoa Đằng tổn thất 3.000 vạn, có Đại Hạ lo. Nhưng nhà mày tổn thất 420 vạn. Tới lúc đó chỉ còn vợ con mày. Họ cán đáng nổi hay sao? Ông chủ của tao sẽ không bỏ mặt. Nực cười. Bọn tao sắp đối phó với Trần Tam Giáp rồi. Mày cảm thấy hắn lúc này có thời gian lo cho vợ con của mày sao? Lâm Nặc, quả không liên đới đến người nhà. Miệng của mày mà cũng xứng nói ra câu đó sao? Mày là ma quỷ. Không, ma quỷ cũng không tàn nhẫn bằng mày. Được, tao nói là được chứ gì. Tao vẫn thích bộ dạng bất cần đời của mày lúc ban đầu đó. Tao còn có một yêu cầu. Nói. Tao phản bội ông chủ tao, hắn sẽ không tha cho người nhà tao. Tao cần 3 vé máy bay ra nước ngoài. Đêm nay nhất định phải đưa tao đi. Và là nước phát triển. Được. Tao thật sự không biết hành tung của mẹ mày. Mấy năm nay bà ấy bị giấu đi rất kỹ. Nhưng tao biết một bí mật của Bệnh viện Hoàng Á. Bí mật gì? Người 15 hàng tháng, cả gia đình ông chủ tao đều sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Còn không cho bọn tao đi cùng. Càng quan trọng hơn là bệnh viện này có một bác sĩ chỉ đi làm vào ngày 15, mà là đến từ thủ đô, đặc biệt bay tới. Lập tức điều tra bác sĩ này đi. Tao xong việc rồi chứ? Chờ một chút. Biến đi. Em sẽ lập tức sắp xếp nhân lực, điều động tài nguyên đi điều tra bác sĩ này. Em nhất định sẽ đưa hắn từ thủ đô đến đây. Với lại, lần này em không uổng công đến Bệnh viện Quảng Á. Em đã mua chuộc được một y tá. Từ giờ trở đi, em sẽ bảo cô ta điều tra mọi tư liệu về ngày 15 cho em. Phía thủ đô phải nhờ tới. Lực lượng của cậu chủ nhà họ Lục với cậu rồi. Nhờ cậu đó. Không thành vấn đề. Cậu làm tốt lắm, rất là giỏi. Cảm ơn chị đã khen ngợi. Em để các nhân viên ở lại đây, tùy ý chị sai khiến. Được. Alo, cậu chủ, tôi đang họp sao thế? Chị ấy vừa mới khen tôi rất giỏi. Tôi chưa từng yêu đương, như thế có phải là có thiện cảm với tôi không? Hàng ngày tôi bận bù đầu, người làm chủ lại ở bên ngoài đi phát cơm chó. Không phải, không đến mức chửi người thế chứ. Đã sắp xếp xong xuôi, đi thôi. Chỉ trách năm xưa đã chọc giận nhầm người, khiến Trần Thị đem tới thảm họa. Bớt nói nhảm đi. Đây là vé máy bay chị nặc cho mày. Chẳng phải nói đưa đến nước phát triển sao? Sao lại đưa tao đến đây? Đây là nước đang chiến loạn mà. Chồng à, không ổn rồi. Người của Hoa Đằng đột nhiên gọi điện thoại tới nhà. Đơn phương tuyên bố dừng công trình đó. Chúng mày gạt tao. Chúng mày không giữ lời. Mày hại chị Nặc và mẹ chị ấy chịu khổ 15 năm. Còn muốn xuất ngoại hưởng phúc. Mày nghĩ chị Nặc là thánh mẫu à? Đúng rồi. Chị Nặc còn có một câu muốn tao chuyển lời đến mày. Nói đi. Từ tràn trề hy vọng đến chỉ còn tuyệt vọng. Thoải mái chứ.